Dạ rồi, xin chào quý vị các bạn đang xem trên kênh thuốc thuốc nam trị bệnh và chia sẻ Phật pháp ha cả nhà. Thì hôm nay mình chia sẻ cho cả nhà một bài thuốc quý mà chắc có lẽ mình ai cũng biết cái cây này nhưng mà ít người biết công dụng, với người nhiều người thờ ơ không có dùng đó quý vị. Thì thời kỳ bây giờ mình biết bệnh tật rất là nhiều, đặc biệt là mình bị nhiễm độc đó quý vị, mà mình không biết cách bài bài tiết độc tố ra ngoài thì lâu ngày nó gây nguy hiểm ha. Thì cái cây này là cây nha đam, thì trong đông y á, người ta gọi là cây này là cây lô hội nha quý vị, lô hội nhà nha đam. Thì mình có thể là dùng cây nha đam này để mình nấu chè, mình ăn nấu chè đậu xanh đậu đỏ rồi ha, rồi nấu chè chè Thái chè này chè kia đều á, mình kết hợp ha. Ngoài ra thì trong cây nha đam này nó có cái tính là làm đẹp nữa ha, bên thẩm mỹ nữa đó. Nhưng mà mình quay lại vấn đề chính hôm nay thì mình xin chia sẻ là cái công dụng của cây nha đam này nè, đó là bài tiết độc tố rất là hay. Thì thời kỳ bây giờ mình tin chắc 100 người là 99 người là bị độc tố với bị bệnh rồi, mà lâu ngày mình không biết bài tiết nó ra ngoài thì lâu ngày nó sẽ gây cái bệnh dạng như ung thư, hoặc là nóng nóng cung thề, nóng trong người giải nhiệt á, không ra được hay quý vị ha. Đó thì cách dùng của cây nha đam này cũng rất là đơn giản, thì mình cắt cái bẹ này vô quý vị, mình cắt cái bẹ nha đam này vô, nha đam Thái hay là nha đam Việt gì cũng được ha. Thì mình ở đây mình khuyến khích các bạn nên trồng cái cây nha đam Việt, tại vì cái hậu của nha đam Việt nó dễ ăn, nó mềm và lại là nó ngon nữa, nó thơm. Còn mà cây nha đam Thái thì nó bự to lắm, hay nha đam Thái hay gọi là nha đam Mỹ quý vị, nó bự to lắm mà mình ăn nó hơi nhẫn nhẫn đắng, nó không được ngon đó, nên khuyến khích quý vị trồng nha đam Thái ha. Rồi thì mình quay lại lại vấn đề, cứ như mình hái cái bẹ nha đam vô 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 á, rồi mình cắt hai bên, rồi mình bỏ phần gai đi, mình lược lấy muỗng á, mình nạo cái phần thịt ha, mình cho vô cái tô, rồi mình đem đi mình rửa rửa sơ sơ thôi quý vị. Hay rửa nhiều quá mất cái chất nhớt, nó là nó không có chất thuốc ha, tại vì chất thuốc nhiều nằm nhiều trong chất nhớt á. Đôi khi là một số người bị bệnh tiểu đường á, người ta dùng cái vỏ luôn nữa, còn này mình ăn giải độc thì mình bỏ cái vỏ cho dễ ăn ha. Rồi các bạn múc cái phần thịt bỏ vô tô, rồi quý vị và các bạn mình chặt trái dừa, dừa nạo dừa xiêm hay dừa tay cũng được, có dừa gì dùng dừa đó ha. Chặt rồi mình để vô cái tô luôn, cái nước mình bỏ vô hết, mình bỏ thêm một miếng đường cho dễ nó ăn, cái hậu nó ngọt ngọt ha, cho nó dễ ăn quý vị. Rồi quý vị ăn cho mình một tuần khoảng 2 lần, tuần khoảng 3 lần là tống chất độc, ăn được ngủ được nha quý vị, mà lại là thanh nhiệt cho cơ thể, sức khỏe mình, giúp cho mình nó có sức khỏe tốt. Thì sức khỏe là vàng là bạc mà, có nhiều người bây giờ bị bệnh mà đến nỗi mà tiền tỷ tiền triệu chỉ cũng không hết nữa quý vị ha, nói thật sự đó là sự thật. Thì vừa rồi mình cũng nhận một trường hợp của các bạn này nè, bị bệnh nó hiện tại bây giờ rất là đau đau luôn, nhưng mà mình không có giúp được, tại vì mình ở xa, thứ nhất ở xa, nhưng thứ hai là không có điều kiện quý vị. Mình chỉ là chia sẻ cho quý vị các bạn những cái bài thuốc hay như là nha đam, hoặc là một số các cây thuốc giống để mình trồng ha, để mình trị bệnh cho bản thân cũng như chia sẻ cho mọi người có nhau để sử dụng ha. Chứ bây giờ thời kỳ bây giờ bệnh dữ lắm nha quý vị nha. Đó, mình trồng được cây gì thì quý cây đó, mình sưu tầm cây đuôi chuột hoặc là cây thạch anh nha đam mình trồng ha, mình để dành mình sử dụng đó. Chứ mà thuốc tây bây giờ uống á, uống đôi khi uống uống toàn là mình nói không không quá đáng, chứ uống càng nóng quý vị, nóng khô cổ, có người uống than là bao tử cái gì ruột cái gì là nó bị tổn thương với bị bệnh luôn á, nó sự thật luôn, chứ mình không có nói qua Mỹ mình bán sản phẩm gì nghe. Thì các bạn cũng biết rồi, tự các bạn nghiệm ra. Trong khi đó thuốc nam á, với thuốc bắc á, là mình trị từ cái gốc nó hết bệnh là nó hết luôn, nó không có biến chứng hoặc là tái lại hoặc là di cư di căn gì hết nó, mà nó phải phù hợp mạch ưa ha. Thì mạch ưa là sao cũng xin chia sẻ lại cho một số quý vị mình chưa hiểu ha. Mạch ưa có nghĩa là nó phù hợp với cơ địa của mình, phù hợp với cơ thể của mình. Thì giống như một cái món ăn hàng ngày quý vị nói người ta sống người ta ăn cơm không à, đúng không? Quý vị cầm cuốn sổ ra, quý vị tư vấn khoảng 10 người đi, thì bắt đầu là mình tin chắc là chín 10 người mà 9 món ăn khác nhau rồi đó, không có hợp với nhau, người thích ăn này người thích ăn kia, nó cái đó nguyên tắc nó là như vậy ha. Mà phải hợp với cái mặt ưa, có nghĩa là hợp với cái cơ địa cơ thể của mình, nó ưa hợp ưa thích, nó tốt cho cơ địa của mình và cái bệnh mình nó sẽ chuyển quá tốt thì nó hết. Còn mà quý vị mà nói là nó mình sao mà mình điều trị người ta hết mình không hết là không đúng, tại vì cái cơ địa của mỗi người nó khác nhau, cái
cái hoạt chất tính thuốc đó, cái nó khi mà nó đưa vô nó khác nhau ha. Có người ăn một thức ăn đó nhưng mà cái hàm lượng dinh dưỡng của họ, mặc dù họ ăn ít nhưng mà nó tiếp thu dinh dưỡng rất là nhiều. Còn có người ăn rồi uống sữa, uống thuốc đồ ngon lành, uống thuốc mắc tiền không à, hàng triệu không, nhưng mà không hấp thu được bao nhiêu hết đó. Thì cơ địa nó khác nhau là như vậy, cũng xin chia sẻ cho quý vị khán giả được hiểu ha. Rồi thì mình vừa chia sẻ công dụng của cây nha đam là như vậy ha. Thì quý vị khán giả mình nếu như mà ai có trồng thì mình ăn như vậy và mình làm như vậy sẽ có hiệu quả. Mình ăn 1-2 tuần là bắt đầu mình cơ thể mình cảm thấy là sức khỏe mình nó năng lượng nó dâng trào rồi, với lại là nó đã bài tiết được chất độc rồi đó, thì bắt đầu mình ăn hiệu quả ha. Rồi xin chúc quý vị khán giả mình thật nhiều sức khỏe khi xem trên kênh ha. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật.